Mời cả nhà ăn miếng cua nha. Ngon quá các bạn ơi. Miếng ở cả nhà dễ ăn lắm nè. Mình mới nấu. Này các bạn, cái hộp nó như vậy nguyên thùng này nè, cả nhà thì mình mua đâu là 10 đô. Ăn rất là ngon nha các bạn. Này thì được đâu chín chín mà tôm gì nè, một thùng mình ăn còn mấy lon. Thấy ngon quá, quay cho cả nhà xem cho vui nha. Thơm lắm đó cả nhà. Ăn chị hai ơi. Mới ăn gì xong. Cái này mình mới chế nước nóng vô đó cả nhà. Nó chưa trong không, để một tí nó mới trong. Nó chưa chín thì nó còn hơi đục cái cọng miếng. Còn nó chín thì nó trong hơn. Thơm lắm đó các bạn. Gái nè, thấy không, cô gái đậu non lá. Người ta làm cái muỗng như là các bạn thấy ngon quá ha. Miếng cua đó, có con cua trong đây nữa nè, mà khui ra không có con cua nha các bạn. Chỉ như vậy thôi ha. Cua người ta xay nhuyễn á các bạn, người ta làm gì nè. Xem. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Bye cả nhà.